Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game tốc chiến nha. Ok, thôi xong rồi. Nằm ở cái slot cuối cuối này là có vẻ như không ổn rồi. Ok, bích xịt bọt luôn cho chắc ăn. Thằng kia nó giành đi rừng của mình rồi. Mình thì thấy trong game này mình đi rừng có vẻ ổn mạng à, có thằng giành tớp luôn. Thằng cái con đó là con gì? Kai'Sa đúng không? Kai'Sa đi tớp à? Không biết à, cái này con Kai'Sa này mới ra. Mới ra trên bản PC chắc cũng mấy mùa gần đây cho nên mình không rành con này. Không biết chơi luôn nên thua. Kai'Sa đúng rồi. Ok, vậy mình đi xịt bọt hợp lý rồi. Có thằng kia đi rừng. Ok. Xịt bọt thì con Blitz răng này cũng là một trong những con mình rất thích chơi. Con này nó đa nhiệm lắm nha. Nếu mà bạn có thể dùng nó đi mid, đi top, đi rừng được luôn à, ngon lành luôn á. Nhưng mà chủ yếu là đi rừng thì hơi khó. Lúc đầu phải có người giúp, chứ còn không có người giúp thì dọn bãi quái đầu hơi khó. Hơi khó. Chà, được quá nha. Team chất ấy, team có trâu nè. Mình bích cái bảng là Ultimate Stun. Là kiểu như là để đi, không phải là đi support mà mình có thể gây đam nữa. Mình chuyển nó về cái sóc đèn. Ok, mình sẽ chỉnh cái gì ta, không nhớ rồi quên mất mẹ. Cái này bản cái ngọc này khó nhớ quá. Hay thôi để bản cũ đi luôn cho rồi nha. Thôi để bản cũ đi luôn đi, quên mất, không nhớ cái nào. Khó quá. Tại vì cái bản này hình như ở trong đây, trong Mobi nó đã khác cái bản PC rồi thì phải. Rồi mình cũng không nhớ nữa. Cho nên là bít cái con này thì nó hơi chuyển qua nó cái bộ recommend của cái game á, thì nó là đi support mà mình muốn chuyển qua sóc điện để mình đi cho nó mạnh hơn á, thì mình phải chuyển về kia. Nhưng mà mình quên cái, không nhớ cái bảng này như thế nào hết. Thằng Lee Sin đi cái bảng ngọc đó có vẻ như hơi yếu, máu hơi ít nhưng mà có đam thì cũng tạm thôi. Nhưng mà trong game này có một bất, kiểu như trong game này rất đỉnh, có cái là sao con Ezreal rất mạnh luôn. À, con Ezreal rất mạnh luôn. Bạn mà cầm một con Ezreal đi AD rồi thì chỉ cần một con support mà như mình thôi. Đây mình sẽ thể hiện một con support chuẩn chỉ cho anh em xem. Support là mình lên phép luôn. Chút nữa mình gọi là mình sao mình địch tung mồm tụi kia luôn. À, vậy nó mới thú vị. Anh tiêu một cái là mất đống máu liền. À, chà, kéo luôn nè, chạy đâu. Chết mày chưa, mất cái tóc biến nha em. Rồi, không đủ đam rồi. Mình mới có chiêu 1 thôi. Phải như mình có chiêu 3 nữa. Mình đấm vào mồm nó tưng lên một cái là chắc là nó chết rồi bạn. Gì vậy? Ok. Để sao thằng này Ezreal nó bên thằng Zing này đi có mình vậy ta? À, thằng Manfi đi qua rừng mình dí thằng Lee Sin chạy long nhông luôn kìa. Mà thằng mid là thằng nào? Mid bên kia là thằng nào nãy giờ mình không nhìn cái team địch nữa. À, mid bên kia là Yasuo. Ôi, này thì chạy này, đây thì đấm lên này, chạy đi em. Chạy đi, trời ơi, bạn thấy không? Có chiêu 3 là khác liền, đấm vào mồm liền, kéo là không có hụt các bạn. Đã ra chiêu là phải là chí mạng, đã ra chiêu là phải chí mạng. Về luôn, mua đồ luôn. À, mình mua đồ phép luôn, mình kéo nó cũng có đam đó nha bạn. À, kéo cũng có đam đó, kéo cái là bị sốc đam, cái là bên kia hớ hên liền, kiểu như là bất ngờ các bạn, bất ngờ, mất máu nhiều quá, đấm lên cái tưng lên nữa là thấy xong rồi. Xong rồi. Và AD gặp Ezreal nữa chứ, nó bắn thì thôi. Bắn cho tuột quần tuột áo ra luôn chứ ở đó mà xạo. Đừng đùa với clip răng nha bạn. Có lên phép nha, mà lần này lên đi phép, lên phép cho bạn xem một lần. Clip răng lên phép cái chiêu cuối khỏe lắm. Mà chiêu cuối là sát thương diện rộng nha, AOE nha bạn. Vào team địch đấm lên xong rồi kéo đồ các thứ xong rồi địch một cái là thôi, là mất máu cả team thì thôi. Lúc đó là ngon à. Mình lên là chuẩn luôn, là lên phép luôn nha, mình không có đi tăng đâu. Coi chừng ra xong cắm mắt cái. Ừ, đó, thằng Ezreal biết chơi, thấy mình binh một cái là nó ra nó cắm mắt liền. Nhưng mà có vẻ như thằng Jin hết dám lên rồi. Thằng Jin hết dám lên, thôi mình đẩy lính vô trụ luôn. À, cho nó khỏi farm. Rồi đi bạn ơi. Vô luôn, đập trụ luôn. À, mình đập trụ sớm luôn chứ sao giờ. À, mình đập trụ sớm luôn để cho nó
khỏi mất công là dài ngắn hạ, quên cái đêm dài lắm mộng. À, đêm dài lắm mộng mình đập trụ sớm luôn thôi, mình đi từ từ. À, có thằng đi cắm mắt ở đây rồi. Thằng nào cắm mắt ở đây nhờ? Khoan nghe bộ, có mắt ở dưới sông nha. Kéo nè, trời ơi, không hụt rồi. À, mắt dây xuống. Về, 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 về Brent ơi. Về Brent ơi. Khoan, từ từ. Ui, mắt dây nó không vô hả ta? Sao thấy thằng AD lên cao mà nó không vô? Tại nó sợ chiêu E, chiêu chiêu ba của thằng Ezreal nó nhảy về được. Nó nhảy được, mình đứng đây, mình đứng trên mắt của nó mà. Mình đứng trên mắt nè. Chạy. Ô, what the tóc biến á. Ủa, cái đó không tóc biến là nó chết rồi đó bạn. Cái đó không tóc biến là mình xác định là nó chết luôn rồi đó. Ghê chưa? Kéo pha đó là chỉ có tóc biến thôi chứ không có né kịp nữa rồi. Tại mình kéo chéo rồi đó. Cái chéo cái góc né rất là khó. À, góc né rất là khó mà nó đang đi về nữa. Né pha đó là không thể. À, né pha đó là không thể cho nên là quyết định tóc biến luôn. Lên này kéo Yasuo. Trời ơi. Đang tính kéo nó nhảy vô luôn ạ. À. Thôi xong rồi. Thôi đi thằng Lee Sin nữa rồi. Không hiểu kiểu gì luôn á. Không hiểu kiểu gì luôn mà bay vào luôn. Giờ mình làm gì được bạn? Mình không làm gì được gì pha đó hết. À, chắc chắn là mình không làm gì được rồi. Ok, đứng đây đép đép lính cho Z cái. Đẩy lính vô trụ luôn, bên kia cho nó thọt. Ok. Đó, mình để mình lên phép mà cho nên mình cũng cần tiền. Ra farm đỡ mấy con mà nhầm nhò gì đâu đúng không? À, từ từ nha. Từ từ nha, xuống đây tôi giết boss luôn cái đã. Mình mua cái đôi giày trái chạy cho lẹ. Mình găng găng boss với lại mid liên liên tục thì chắc là cũng kiếm được vài mảng support. Vài mảng support thì mình lên đồ cũng gọi là ổn các bạn. Yasuo này bệnh hoạn đúng không? Đây đây đây. Ui, phải đờ. Này 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 này. Đấm nè, chạy đi em, chạy đi. Ôi, địt vô mồm liền thấy không? Mình địt vô mồm là chết liền. Sống âm vô luôn bạn ơi. Vô luôn, thôi 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 thôi, thôi. Sai rồi. Sai rồi bạn ơi. Thằng Lee Sin không có đam. Ezreal ơi cứu em. Ừ, cứu 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 ngộ, cứu ngộ. Ừ, giết luôn. Để từ từ, để từ từ mình nè nè, chạy nè, đấm vào mồm nè. Không? Không có về nha. Đấy nói là chơi tới bến, không có về. Không mà Ezreal mạnh ghê không? Làm hai mạng luôn mà. Ezreal giờ là xanh lắm rồi đó. Ezreal bây giờ mà không xanh nữa, sập bọt cỡ đó mà không xanh thôi. Kéo AD bên kia hai mạng luôn, vô khởi đầu một mạng là thấy là quá ngon rồi. Lick Ban, cái này là lên Lick Ban hay là lên cái gì ta? Tại mình muốn đi phép á, mình lên cái giáp này nghe không không hay. À, nghe lên cái giáp không hay hay là mình lên cái dây chuyền này, cái này đi. Để mình lướt lướt lên né, kéo đồ đấm, đấm vào mồm rồi xong rồi mới kéo. Nó mới hay chứ còn mà bạn kéo từ xa ít cái khả năng trúng lắm. Ít khả năng trúng lắm. Trời ơi coi kìa. Thằng Ezreal rampage luôn rồi nhưng mà chết với thằng Mastery rồi, chắc rồi. Đánh với Mastery sao đánh bạn. Khó lắm. Ezreal hết chiêu rồi, lúc mà nó giết thằng AD là biết nó hết chiêu rồi, cho nên là nó bị Mastery ăn ăn thịt rồi đúng rồi bạn. Ok. Này, thằng nào đây mình kiểm soát con rồng này cái đây. Con rồng nước này thằng rừng không chịu ra ăn. Thằng team thắng combat mà team đang xanh nữa chứ. Mà không chịu ra ăn, ăn là được là khỏe rồi. Team hồi chiêu cho nó sướng nè, đấm quái nè. Ừ, mình lên giày cho nó đẹp, mình lên một món rồi. Bây giờ mình lên giày xong mình lên một món nữa chắc là cái lick band là đẹp. À, lick band là đẹp. Để lên tao mày đứng im ở nhà tao lên tao ngăn mid cái. Về bố ơi. Nè, cán qua cái này cái là chạy lẹ nè. À, chết, chết mày. Nè nè nè. Chạy đâu. Đấm vào mồm nè. Này thì chạy nè. Chạy đi. Chạy đi, trời ơi, găng là có mạng mà thấy không? Đã găng là có mạng, kéo đấm chết găng AD luôn mà. AD nó yếu quá đi rồi bạn ơi. AD nó gặp mình là nó sợ lắm rồi. lít răng lên phép bạn thấy không? Mặc dù là đi support á nha, cái này mà lít răng này mà mình có farm thêm nữa là nó còn xanh nữa. Mà lít răng đi mid thì chắc là phải chơi với team chứ ít có thằng nào mà mà dám giao cho bạn lít răng đi mid lắm. Đấm luôn, ăn con này luôn, ăn con này luôn. Ăn con này luôn. Ồ, thôi thôi lên lên top luôn, giết thằng top cái đã. Về về kịp không?
À, thôi xong rồi, bốn thằng mà nó cấu vào người thì ai mà chịu cho nổi bạn. À, bốn thằng mà nó cấu vào người thì ai chịu cho nổi. À, đây 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 nè, đây nè tim ơi, tim ơi, mồi thịt, thịt tới, thịt tới. Ôi trời, phải là nguyên con cục, nguyên cục đất ở đâu đây. Chạy 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 chạy, thôi xong rồi, tự nhiên bị nguyên cục đất đụng vô cái giật cả mình luôn á. Sợ thật sự. Ờ, nguyên cục đất đụng vô giật hết hết hồn luôn. Quái rồi. Mà không sao, lên clickbait là đẹp. Rồi reorder clickbait. Kai'Sa. Ôi Kai'Sa. Ôi Kai'Sa được nha. Kai'Sa được quá luôn. Để mình lên hai món thôi là mình có đam lắm rồi bạn. Máu mình nhiêu đây là trâu rồi. Bây giờ đâu muốn giết mình là dễ đâu bạn. Mình chỉ cần kéo một cái thôi, sát thương là một lóng máu của thằng Yasuo luôn mà biết cỡ nào. Đam phép kinh khủng lắm á, đam phép kinh khủng lắm á nha. Nhưng mà con này có cái farm quái nó hơi tù. Farm quái nó hơi tù, với lại mình lấy cái bảng nó cũng không ngon lắm. À, mình lấy cái bảng support á, mình không có lấy cái sốc điện cho nên có vẻ như là không hay. Nếu mà lấy thêm cái sốc điện thì chắc là đam mình cao hơn. Cái gì đấy? Cái gì đấy bồ? Đấm lên nè. Ôi ôi, ghê nhà, không ăn được mạng rồi, tính KF mà không được bạn ơi. Để im đây, để im đây, đứng trong đây kéo. Làm gì, làm gì, làm gì, sao? 3, 2, 1, đâu rồi nhờ? Sao, mới hồi chiêu kéo đâu mất tiêu hết trơn rồi. Mới hồi chiêu kéo đâu mất tiêu hết trơn rồi. Chạy hả? À, thằng này sết. Gì đây? Gì đấy bạn? Gì đấy? Ôi da. Bị trúng cái bẫy của nó chứ không là mình đấm tới chết rồi bạn. Rồi trúng cái bẫy chứ không mình đấm tới chết rồi. Ok. Từ 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 bình tĩnh, chờ hồi chiêu kéo lại bạn. Cái chiêu kéo quan trọng, ở cái chiêu kéo quan trọng. Bây giờ vô cái trụ giữa này mới khó nè, nãy giờ team không ăn con sứ giả khe nứt. Phải như ăn được con sứ giả khe nứt là đập cái trụ mid dễ rồi. Rồi ok. Mẹ con này khó lắm, đứng trong quái nè. Nè, chạy đi, chạy đi. Nè, chạy đó. Ôi. Anh tiêu chạy luôn. Chán thật sự. Đâu đâu cứu em bạn ơi. Ừ, Z. Z vô rồi. Đâu đâu đâu. Kiếm con AD bạn, lạng lạng móc con AD mới được. Trời ơi, what the fuck? Mà ngược, người dương ngược lối, người dương ngược lối. Hắc não, hắc não, hắc não. Chạy bạn ơi, chạy Z ơi. Chạy Z ơi, tao đỡ. Ờ đỡ. Ờ không đỡ được rồi, chịu thôi. Mày nè, ui da, yếu như vậy. Ui. Cái thằng Nasus nó trâu nguyên cái anh tiêu vào người nó mà có vẻ như không rút máu là sao ta? được luôn, hay hay hay. Lee Sin ghê đấy, nhưng mà giờ chạy sao mới là vấn đề. À, 1v1 đánh không lại nè. À, thằng này có thiêu đốt rồi, còn cái anh tiêu luôn mới ghê. Vào trụ của trận ăn cứt rồi. À, còn cái tóc biến ra ngoài. Nhưng mà cũng đi luôn. Cũng đi luôn. Trụ giết, trụ giết, trụ giết. Support cỡ này mà bạn không lại không không hay sao được. Cái này là mình chưa lên đủ đồ nha, mình mà là có lên đủ đồ chút xíu nữa thôi là mình khỏe lắm rồi, nhưng mà team mình mạnh vậy tụi nó chơi không nổi rồi. Vậy sao? Đặt cường gió ngược cũng phải lờ, đặt cường gió vậy chi vậy? Thằng AD này bệnh hoạn đúng không? AD này bệnh hoạn đúng không? Nè, nè, nè. Tao mà kéo được mày chỉ có chết thôi con à. Đấm nè, kéo nè. Lên phép cái kéo nó đau vãi lờ luôn. Ờ, lên phép kéo đau vãi lờ luôn. Vừa đấm lên cái tưng lên chưa kịp rớt xuống kéo cái nữa là gần chết luôn rồi. Đấm nè. Gì đấy? Gì đấy? Kéo đau lắm luôn á. Cái kéo đúng đau luôn à. Ờ, kéo đúng đau về lên cái clickbait nè. Đó, lúc này mình mới hai đón rồi. Hai món rồi, đồ mình bắt đầu ngon rồi đó bạn. À đây. Để coi lên tiếp theo là cái gì, nón đi, Rabadon đi cap. À, cái nón Rabadon đi, đúng rồi, hai cái gậy lên một cái nón, lúc đó thì sát thương phép khỏi phải bàn. À, lúc đó sát thương phép khỏi phải bàn mà chưa chắc gì lên được cái nón là tụi nó thua mẹ nó rồi. Đội hình mình xanh quá, đội hình mình xanh quá rồi, nên là mình bây giờ
support mà mình còn được 4 mạng 6 cái hỗ trợ như vậy thì không sanh sao được bạn. Không sanh sao được. Support á nha. Mình kéo một cái mà thằng AD chịu không nổi luôn thì thôi, làm cái kiểu gì nữa đây. Nè chạy lại nè. À da. Ui da. Cái gì đấy bồ? Cái gì đấy? Vào giữa giao tranh chịu đam đã xong rồi cái là in tiêu một cái lấy tiền. In tiêu cái lấy tiền. Ghê thật sự. Ôi ôi chơi vậy bể quá bạn ơi. Bên kia yếu quá. Bên kia yếu quá. Team mình đáng lẽ phải cho chơi lâu hơn chút nữa. Chơi vậy mất khách quá. Surrender luôn. Dở. Ok ok. Bạn nào đang xem đã lại một like và đăng ký ủng hộ channel của mình. Cảm ơn mọi người. Nhớ comment bên dưới em sẽ được thả tim. Rồi tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người.